Xin kính chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Hiện tại kênh Tuyên Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và đặc biệt hiện tại thì em Tuyên đang có hai loại mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xín chi. Ở đây thì như các cô chú có thấy được là hai loại hoa bạc hà thì nó có sự rõ rệt khác nhau mọi người nhé. Để mọi người phân biệt mật ong hoa bạc hà hay mật ong hoa xín chi thì chúng ta có thể nhìn vào màu mật ong. Và ở đây thì các cô chú có thể nhìn đặc biệt một chút này. Màu mật ong hoa bạc hà, màu mật ong hoa bạc hà thì nó sẽ có màu vàng ánh chanh. Còn mật ong hoa xuyến chi thì nó có sẽ vàng sẫm hơn các cô chú ạ. Đấy, đây là hai đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết được hai loại mật ong đặc sản của vùng nguyên đá là mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xuyến chi. Và ở đây thì em Tuyên còn bày bán thêm những sản phẩm như là nụ hoa tam thất này, củ tam thất này. Và đặc biệt là nụ hoa tam thất và củ tam thất thì em Tuyên có hai dạng. Dạng củ thì em Tuyên có dạng là một dạng củ và một thứ hai là dạng bột. Dạng bột thế rất là sẵn sàng để cho mọi người có thể sử dụng luôn được rồi. Và ngoài ra thì em Tuyên có nụ hoa đu đủ rừng khô. Và hiện tại thì em Tuyên đang có bày bán những sản phẩm đặc sản trên vùng cao là các bà con vừa mới phơi được những thứ măng khô đầu tiên của cái năm nay. Thì hiện tại thì đây em Tuyên có những thứ măng khô đây, măng bẹ mọi người ạ. Thì đây là một cái gian hàng nho nhỏ của em Tuyên. Thì đặc biệt ra thì mọi người, đây là gian hàng nho nhỏ của em Tuyên. Mọi người, các cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng hãy liên hệ với em Tuyên nha. Và hiện tại đặc biệt bây giờ đang vào cái mùa hoa mật ong hoa xuyến chi thì em Tuyên có thể có một chút chương trình giới thiệu bày bán sản phẩm khuyến mại với các cô chú. Hiện tại bây giờ thì em Tuyên đang bày bán mật ong hoa xuyến chi là 300.000 một lít và miễn phí ship. Còn mật ong hoa bạc hà thì em Tuyên đang bày bán là 500.000 một lít miễn phí ship. Và hiện tại em Tuyên đang mở bán chạy chương trình khuyến mại để cho bà con năm nay để trải qua cái mùa vừa rồi là mùa hạn hán. Hiện tại bây giờ các cô chú có thể là mua 3 lít mật ong hoa xuyến chi sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa xuyến chi, hoặc là 3 lít mật ong hoa bạc hà thì em Tuyên sẽ tặng là 1 lít mật ong hoa xuyến chi. Do đó thì do nhu cầu người sử dụng, mọi người nếu mà có nhu cầu sử dụng những đặc sản vùng cao nguyên đá thì hãy liên hệ với kênh Tuyên Hà Giang nhé. Em Tuyên sẽ gửi tất cả cô chú ạ. Em Tuyên xin cảm ơn. Thank you.
hôm trước ấy thì cháu có chia sẻ đến với cô bác công việc hàng ngày của bà con đến giúp nhà của anh Thề. Đấy thì nói chung trong chiều nay ấy, thì bà con vẫn đang xúc rác hộ nhà của anh Thề, phá đá đập đá đây. Đấy, nói chung khu vực ở đây thì rất là bận rộn, gần như kiểu là một công trường hoạt động nó rất là náo nhiệt. Và bên nhà chú Sử thì cháu hôm nay xin phép là không chia sẻ, bởi vì nhà chú Sử là không có ai đến giúp cả. Đấy, bà con tập trung là giúp nhà của anh Thề, và cũng có một số bà con nữa ấy, thì nó cũng có bận việc trong thôn, bận việc cá nhân trong nhà nên là cũng không đến giúp nhà anh Thề cũng như chú Sử được. Chị em đây thì vẫn đang tất tắc làm. Anh Tuyên thì cũng vừa điện cho cháu là đã bảo đến bản để chia rồi. Có nhờ cháu gọi anh Tuyên, gọi anh Thề, anh em đi ra ngoài kia để đi lấy đồ. Đi anh Tuyên đây. Anh Thề chứ nhờ. Anh Tuyên có gọi anh em mình đi ra lấy đồ. Đấy, có những thông báo tin vui cho anh luôn. Anh Tuyên thì đang ngoài nhà của anh Xá, đang chờ anh em ra xách đồ hộ. Chúng mua gà thì cũng khá là nặng. Anh Tuyên thì cũng mang nhiều đồ nên nó cũng không thể mang hết được. Đây là cũng đỡ tốn công đi ra ngoài kia nhá. Mặt trời thì đã ngả chiều rồi. Thế con của anh Xá là cũng đi học về. Mà con ta lỏ mẹ. Hả? Ông này, ông kính này rất là trầm. Em này thì hình như cũng đang bạn nhỏ này thì chút nữa là cùng cháu đi ra ngoài kia đưa em để đi học. Ôi à. Anh Thề có tò mò ngày hôm nay mình được tin vui gì không? Có hả? Rất là tò mò. Không biết là tin vui gì đúng không? Thì anh Tuyên và anh Tuyên sẽ thông báo nhá. Chào anh nhá.
Đây, ngay Tuyên đến đây rồi. Làm đâu rồi? Cầm vào đi. Cảm ơn anh nhé. Thì em không có thời gian thì em hỏi thì... anh mua học ra thì đây. Em không biết lo gì cho anh nhé. Kem đúng không? Đúng rồi. Đây kem đây. 50 que đây. Còn cái xăng này chưa biết là của ai đúng không? Xăng này chẳng biết không? Không biết thì cứ cầm về nhà trước đã, tính sau. Đây. Có nước cho hai anh em. Đây xin kính chào tất cả quý ba anh chị. Hiện tại thì em Tuyên đã có mặt ở trong thôn để chia thì buổi sáng ngày hôm nay thì em Tuyên có chút việc riêng của gia đình. Ôi dồi, chỗ này ẩn quá. Nên là có nhờ em già để em già vào ghi hình và thông báo cho cô chú biết cái tình hình của em thề trước. Thế thì bây giờ em Tuyên cũng đã có mặt ở trong thôn Đề Chia. Và ngày hôm nay thì em Tuyên nghĩ là em thề thì cũng rất là vui. Có những có thể là có những cái món quà tiếp theo của các cô chú đến với gia đình nhé. Và như thề thì hôm nay cũng nhờ em Tuyên là đi ngoài vào thì mua hộ 10 cân gà. 10 cân gà lạnh đấy các cô chú ạ. Gà đông lạnh thôi. Đấy, và có một can xăng đang xách trên tay. Đây là một túi kem. Thì em Tuyên sẽ thông báo cho thề luôn. Hôm nay nghe nói là già bảo là hôm nay bà con ở đây là giúp đông lắm à? Ây da. Ôi xin chào. Xin chào, hôm nay không đi học à? Mẹ. À đi học về nói gì? 10 cân gà chứ không mang dây chun buộc, để ở giữa đi là khó cua dã man. Đường mình đi cua gấp, đi cua nó cứ phải là lựa. Hôm nay là thề nhờ được đông lắm à. À ok. Chân nỉa nhá. Vâng, chân nỉa. Nỉa thì rất là vui mọi người. Đây, kem thì mang ra ngoài luôn nhỉ? Vâng rồi. Em mang cả xăng ra ngoài luôn đi. Vâng vâng. Đây, mang cả xăng ra ngoài. Đi đây. Kem cho ông mang về cho bà, để cho bà con ăn luôn đi, đúng không? Ai chà. Ôi ồ. Vâng, xin chào. Vâng. Đây của chủ nhà đây. Chủ nhà để cho mọi người làm nè. Giúp mình đi. Ờ đồ thật là phải nha. Đấy. Lớn nha. Ồ, hôm nay khá là đông này mọi người này. Lớn nha, nó lớn nha. Hôm nay khá là đông nên là cái đống đá hiện tại nó khá là to rồi. Cao hơn người mình rồi. Còn 6-7 chị em mà chưa đến rồi. À, còn nữa cơ. Còn nữa, họ đang bận chưa đến. À, tức là vừa nghỉ trưa xong chắc là về làm việc một tí xong rồi. Rồi, rồi. Thế hôm nay có thể nhờ được hết bà con ở trong thôn. Nhờ được nhiều anh, khoảng 2-5 người chứ đấy. À, xin chào em. Cởi ra cho bà con ăn thôi. Chào ông nhá. À, ở đây thì các cô chú có thấy ông ở đây thì như hôm trước mọi người có nghe em Duyên có giải thích ấy. Thì ông đây chính là ông nội của thề. Và là bố của anh Lúa và bố của anh Bó bên kia. Thì thề đây là bố thề là anh Cả. Đấy là anh Bó này và anh Lúa là chú. Trời nóng này mà có que kem ăn thì tuyệt vời. Ở đâu bà con gái đâu? Rửa tay à? Có người thì rửa tay, có người thì không rửa. Đấy, thề lấy cho các anh ấy. Chỉ có kem này thôi, trên vùng cao đấy. Các cô chú thấy không, cái không khí của các chị em làm việc đây rất là vui, nhộn thực sự. Nghỉ đơn giản là những cái kem như này thôi nhưng mà rất là vui.
khí thế lắm. Rất là vui. Ăn đi. Đó, để mọi người làm việc vất vả đi ăn đi chứ. Mình còn chả làm việc gì mà lại được ăn kem đấy. À, đưa cho mẹ đi. Mẹ ở trong kia mẹ cũng ít khi ăn cái đồ này. Còn ai kia? Vợ thề ăn chưa? Để cho ai kia nữa. Các chị em đây vui nhộn thực sự luôn. À đây này, có bé của A Tha đây này. Đây. Đâu đâu, để anh đi cho bé ở bên này. Còn mấy bé không biết. À, có hai bé rồi. Ờ, tưởng có ít. Ui. Lấy cho anh một hai cái. Ba bố con bố cái. Cho một cái đó thì cho hai vợ chồng con. Ê, từ 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 từ. Rồi. Cảm ơn anh nhá. À. Anh về nhá. Đây. Mẹ đây này. Nè, con gái rất là xinh này. Đây, mẹ. Nè. Nè, cho mẹ này. Đấy. Đấy, cho mẹ này. Rất là xinh gái luôn. Đây. À, đây vợ chồng A Tha. Này vợ A Tha này làm cái. A Tha. Này, làm cái này. A Tha. Đang rửa cái gì đây? À. Ôi. À, già này, tuổi thơ của em không biết em đã ăn cái củ này chưa? À, ăn chút anh ạ. Cái củ này thì ngon cực kỳ. Đây là củ khoai khoai sọ nhá. Đây lại là củ rong này. Đây là củ rong nhá, không phải củ khoai nhá. À đâu? Đúng rồi. Đúng là đây củ rong. Đúng chưa? Vì củ khoai nó phải như này chứ. Củ khoai này mà A Tha đang rửa sạch này mà nếu mà bà con ở trong này có điều kiện hơn một chút đấy, rửa sạch này đi, xong rồi cạo vỏ đi, xong rồi làm một ít xương như ở một hai cái chân giò vào thì ôi dồi ôi, ngày hôm đấy thì ăn nguyên cái bát canh nữa thích rồi. Mẹ rất là xinh gái này. Nhà Thà đây các cô chú ạ. Nhà Thà thì nói chung là đợt thời gian trước thì như chúng ta đã vào thì cũng rất là vui cho A Thà khi được một chú mạnh thường quân giấu tên, chú ấy tặng cho được cái chuồng dê này, được dê này. Không, bây giờ gia đình bảo là cũng được hơn 12 con dê rồi. Tuyệt vời quá. Nói chung là nhìn không khí bà con hôm nay như em già có nói là rất là đông bà con đến giúp nhà thề, thì hôm nay mọi người thấy không khí không? Quá là vui luôn, như kiểu tập trung cả thôn ấy. Đấy, nói chung là thề là sống với bà con đề huề, hòa thuận, giúp đỡ bà con nhiều ấy. Bây giờ bà con đến giúp lại ấy. Rất là vui luôn. Toàn các trai xinh gái đẹp của đề chia đây hết rồi. Bô lão từ già trẻ lớn bé, vui quá luôn. Vâng cô chú ạ, thế thì là bà con đã bắt đầu ăn xong những cái kem và có những cái câu chuyện vui. Thì ở đây thì đâu rồi, căn xăng đâu rồi thế? Xách về đây anh nhờ một tí nào. Thì ở đây thì em trên mời thề về để cũng thông báo cho thề một cái tin vui các cô chú ạ. Đây,
sang đây không biết là xăng của ai đúng không? Vì cũng không biết là có nhờ anh mua đâu mà anh mua xăng vào đúng không? Đúng ạ. Đây nhá, thế nhá. Đây anh nói này. Đây nhá, thì đây là cái căn xăng này là anh mua là hơn 10 lít, có nghĩa là đầy luôn, nó phồng ra. Thì đây là có, không biết là đây chắc là của cô Vũ Thảo Vân. Thì cô có chuyển khoản vào tài khoản của em Tuyên là 300.000 đồng và có một cái lời nhắn là mua xăng cho thề. Đấy, thì để lại tên là Vũ Thảo Vân. Thì hôm nay anh đã mua xăng vào đây rồi. Thì cái vỏ can là 25.000, mua là 230.000 tiền xăng. Đấy, thì là còn là hết là tổng là 255.000 rồi đúng không? Đúng ạ. Thì em nhờ anh mua kem 50.000, 50 que 50.000, thì là hết là 305.000. Đấy, thì coi như là thừa 5.000 thì 5.000 cho vào đây luôn. Đấy, thì 300.000 của cô Vũ Thảo Vân để tặng mua xăng thì anh đã mua xong nhá. Đã hoàn thành nhá. Coi như anh trả em 50.000 trả em 45.000 thì anh đã mua kem kia rồi. Đấy, thì em nhờ anh mua ấy, thì anh kết hợp vào đây luôn nhá. Là hết 300.000 của cô Vũ Thảo Vân nhá. Đó, thì cô đây thì cô cũng không để địa chỉ đâu, cô chỉ nhắn tin vào cái mục chuyển khoản của em Tuyên thôi. Thì đây là hết 300.000 tiền xăng của cô Vũ Thảo Vân này. Và có chú Quang. Chú Quang ở này. Có chú Quang ở Bình Dương có gửi tặng em 100.000 để làm mua xăng hoặc là mua xi măng đấy, để góp em làm nhà. Đấy, hiện tại là đã có những cái hai cái món quà này đối với em. Đấy, thì ngày hôm nay anh đã mang vào để thông báo với em, để thông báo với gia đình, với mẹ, với vợ cho nó vui. Mỗi lần cứ vào được có các cô chú quan tâm là có quà thì rất là vui hơn, đúng không? Đấy, thì đây anh đã mang quà vào rồi. Thì có lời gì cảm ơn các cô chú thì cứ nói thôi, không phải ngại. Thế đôi khi vẫn thẹn lắm cô chú ạ. Thì chấm ngày hôm nay thì em này, em mới nắm gì hơn. Thì em chuẩn bị là được một cái nhà mới rồi. Thì em xin cảm ơn các bác, các cô. Đây có chú Quang và cô Vân. Cảm ơn chú Như Vân. Thì chị gì này. Đấy, cô chú Vân. Quang và cô Vân này. Cảm ơn chú Quang và cô Vân thì tất cả của anh chị thì giúp đường em Melissa Melissa lập được một cái nhà. Thì em không biết nói gì hơn thì em chúc cháu thì chú Quang thì luôn luôn một khỏe hạnh phúc, nhiều đồ má may mắn, cảm ơn rất là nhiều. Thì cùng thầm thể em là đường một cái nhà mới rất là vui rồi. Thì cảm ơn em Tia rất là nhiều. Thì cảm ơn em Giang rất là nhiều. Thì chú các bạn các con của anh, thì hai vợ chồng của anh, thì chú em già của chú già, bố già của anh, thì mẹ già của anh rất là một chú sức khỏe vui vẻ, phú nhiều nhiều đồ may mắn. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn em nhé. Rồi, cảm ơn. Thông báo em thì chắc là vui rồi. Rồi, đấy nhá. Đấy, ok, thế là phần quà của Vân đã xong, còn phần quà chú Quang thì anh sẽ cộng vào trong kia. Ok. Đấy thì gà mua kia rồi, hôm nay bà con thì đang làm việc rất là phấn khởi mọi người ạ. Ai cũng cầm về đấy, quà của em thì em phải cầm về chứ. Đấy, mang vào mà khoan pha dầu pha nhớt mà. Nói chung là có thêm 10 lít xăng với dầu là tuyệt vời quá mọi người. Các chị em thì bắt đầu lại tiếp tục cái công việc rồi. Ai cũng cười nói rất là vui, thực sự là vui luôn á. Em quay TikTok. Đang quay TikTok là hay phết nhỉ. Con rất là hay nhỉ. Ai đồ TikTok ấy. Cái này nó nhỏ nhỏ đã chưa ở rồi đi bán nó con cái này đã. Ok, ok.
这么转。 大家看到我做的，包大也包。 Cho đá vào đúng không? To quá, khó mà không thể tham được. Mình cố đi gầy cả cái tảng đá to ra nhưng nó rất là khó. Ba người trai tráng này đấy. Đấy, nào, cố lên. Cố lên nào. Đấy. Cố lên, cố lên, cố lên. Bà con khai thác đá này xong thì cũng rất là tiện mọi người ạ. Thì cái nương này bà con chỉ có đất thôi, bà con sau này trồng ngô nó dễ hơn.
Và cái nương này không phải nương của nhà thề nhá. Hôm trước các cô chú nghe đấy, đây là nương của nhà xá. Thì thề có xin xá là khai thác đá ở đây đó. Chứ không thể là, không phải là nhà thề nên là thề cũng không thể giật cái chuồng chuồng bò, chuồng dê ra đằng sau này được. Đấy, đất của nhà xá nên là không thể giật ra được. Đất của nhà thề chỉ có trong cái quỹ đất mà có cái móng này. Cố lên nào. Ôi, tàu đấy. Mọi người xem này, cực kỳ to luôn. Sì. Bốn người, năm người phải quá là to luôn. Cố lên, cố lên. Xem mà tắt một hồi rồi. Wow, wow, ui dồi. Mọi người thấy dài không? Dài hơn 1 mét cái miếng đá này. Thực sự là to luôn. Chỉ những cái khoan xà beng đấy. Tuyệt vời. À, vâng, cô chú ạ. Đấy thì như mọi người thấy ngày hôm nay không khí làm việc của các bà con đến hộ nhà em thề rất là tuyệt vời, rất đông. Ngày hôm nay thì hơn 25 người. Già hôm nay đếm ở gần 25, gần đến 30 người cơ. Cả gia đình nữa thì là 30 người. Thế thì rất là vui khi bà con đã có một cái tinh thần đoàn kết. Mà cũng rất là vui cho em thề. Em thề thì là một thanh niên xông xáo, nhiệt tình, giúp việc bà con cho để chia. Không ai là không giúp cả, không quản ngại khó khăn. Nên là bây giờ nhà thề có việc thì thề đã nhờ được bà con về giúp lại cái công việc của gia đình mình. Đấy, rất là cảm, rất là chúc mừng em. Và hôm nay là thề con đã có thêm những món quà cô chú. Thì một lần nữa em Tuyên thay mặt cho em thề, gia đình em thề, mẹ và vợ chắc chắn là nghe cái tin này rất là vui. Thì cảm ơn các cô chú anh chị đã có thêm những món quà cho gia đình, để gia đình có thể sớm hoàn thành một ngôi nhà mới trong tương lai đấy nhá. Thì bây giờ thì có lẽ nó cũng khá là muộn rồi, có lẽ là em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, hẹn tất cả các cô chú anh chị ở đây ôi theo. Mong rằng video em Tuyên nhận chiếu, công chiếu lên thì có thể nhận được những chia sẻ, những like của cô chú, và có thể là nhận được thêm những món quà cho gia đình em thề cũng như nhà chú Sử, để được ra hai gia đình có thể thêm những bao xi măng, thêm những lít xăng, lít dầu để chúng ta có một ngôi nhà mới nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.